Ok nhá, xin chào các bác nhá. Ở trong buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ live stream cho các bác xả hàng cho các bác nhá. Rất là nhiều sản phẩm, những chiếc mic như này tối nay em bán cho các bác giá chỉ bao nhiêu? Con này vỡ màn hình này. Giá 950.000 các bác nhá. Còn con ở trên này bình thường là 1.600.000 đồng, và tối ngày hôm nay em bán cho các bác giá là vô cùng là siêu yêu thương. Cả bộ mic BVS hàng xịn đây nữa, bãi xịn các bác nhá. Và những chiếc main đẩy 4 kênh này, to đùng. Con này sẽ là 80 sò, con này 64 sò. Và chiếc vang Lex DX8. Lex DX8 là một dòng vang cao cấp nhất ở trên thị trường. Dòng vang cơ lai số các bác nhá. Dòng vang cơ lai số nó sẽ có 6 chế độ hát và chỉnh như vang số luôn. Con này nó được cái là chỉnh như vang số luôn. Đây là bo trung hú của nó đây. Đấy, ok các bác nhá. Đây và những cái con đẩy để phân biệt. Đây là main mạch hàng Việt Nam. Đấy, con đẩy này. Đấy, những cái mặt kiểu kiểu như mà cái lúm kiểu kiểu như này này. Đấy, sẽ là hàng Việt Nam. Đấy, hàng Trung Quốc, con này nó sẽ rất là mỏng dính này. Đấy, em nói thì nó hơi va chạm một chút. Nhưng mà cái số tiền các bác bỏ ra thì là tiền nào của lấy các bác nhá. Ví dụ như con đấy là trên thị trường bán tầm 2.700.000 đấy, nhưng mà em lấy vào cao nên là em cũng không thể bán được cho các bác rẻ được. Nhưng mà các bác có thể chọn những sản phẩm khác nhá. Những con đấy Yamaha, những con Trung Quốc ở đây đấy, cái mặt sắt của nó nhìn nó khôn, nó thiết kế với cả main mạch của nó chạm trổ các thứ nó sạch sẽ, con này nó không được tốt lắm. Ok, mời các bác trong buổi tối ngày hôm nay vào xem video của em ở trên kênh Facebook, YouTube cũng như là TikTok các bác nhé. Chào các bác ạ.